Dạ, xin chào mục sư quản nhiệm và xin chào mục sư cố vấn và đồng toàn thể con cái Chúa có mặt hiện diện ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất vui vì được đứng ở đây để có thể chia sẻ về một chủ đề, đó là về đức tin. Và có thể chủ đề ngày hôm nay cũng không có phải là quá mới nhưng cũng không phải là quá cũ. Và đây là một chủ đề mà chúng ta cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bởi vì đức tin được xem như là một sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mỗi người Cơ Đốc nhân của chúng ta. Và đây cũng chính là chủ đề của bài giảng ngày hôm nay: đức tin, sức mạnh tiềm ẩn bên trong chúng ta. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau xem trong Kinh Thánh đã đề cập về đức tin như thế nào ạ? Và đức tin đối với một Cơ Đốc nhân sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau dở ra trong Hebrew đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3. Hebrew đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3, tôi xin phép được khởi sự. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thợ xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Và nếu như chúng ta đọc kỹ trong Hebrew từ đoạn 11, từ câu 1 đến câu 3, chúng ta sẽ thấy được có 3 từ tóm tắt ý nghĩa về đức tin. Đó chính là sự biết chắc vững vàng và bằng cớ và lời chứng. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự biết chắc vững vàng đó là gì. Đó chính là sự hiểu rõ, hiểu biết về những điều sẽ và đang diễn ra đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Và đức tin đối với một Cơ Đốc nhân giống như là một cái nền nhà giúp cho người đó có thể đứng vững an toàn trên đó. Và vì vậy chúng ta có thể nói rằng đức tin chính là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong và đang xem thấy. Và cụm từ thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đến đó chính là bằng cớ. Bằng cớ có ý nghĩa đơn giản, đó là sự biết chắc hay còn hiểu được sự về một sự việc hiện tượng có thật được ghi nhận để chứng minh cho một việc sự việc cụ thể có tính khách quan. Và nói theo một cách khái quát hơn, nó bằng cớ chính là bất cứ điều gì được đưa ra để hỗ trợ cho một khẳng định và cũng được hiểu là chứng cứ. Chứng cứ ấy mạnh mẽ đến mức thuyết phục một người tin điều gì đó là có thật, mặc dù người đó không có thể nhìn thấy được. Và cuối cùng, lời chứng thì chúng ta sẽ hiểu được như thế nào. Lời chứng là những gì mà người khác đánh giá về mình, đưa ra nhận xét về cuộc đời của mình. Và nếu không có đức tin thì không thể nào sẽ có được một lời chứng tốt. Và tại vì sao? Tại vì nếu có đức tin thì chính bản thân của chúng ta, tại vì nếu không có đức tin thì chính bản thân của chúng ta sẽ sống buông tuồn và buông thả. Và nhưng bởi có đức tin thì chúng ta sẽ cố gắng sống cho cõi đời sau, cho cõi thiên đàng. Cũng vì vậy, bởi đức tin mà chúng ta sẽ đi theo ngõ hẹp. Bởi vì khi có đức tin, chúng ta tin rằng ngõ hẹp là ngõ của sự sống. Còn nếu như chúng ta không có đức tin thì chúng ta không cần phải đi theo ngõ hẹp, đi theo ngõ rộng thì nó khỏe hơn. Và sau mọi phân tích thì chúng ta có thể hiểu được đức tin gồm có 3 điều. Đó chính là sự biết chắc vững vàng, là bằng cớ của những điều được khẳng định là đúng, là lời chứng rõ ràng của những rõ ràng có sức thuyết phục. Và đức tin giúp cho người tin nhận Chúa xem hiện tương lai giống như hiện tại và những điều vô hình giống như là hữu hình. Và cũng thể ấy bởi các nhân vật trong lời Cựu Ước, tuy rằng họ không hoàn hảo nhưng bởi đức tin mà họ được xưng công bình và họ được Kinh Thánh ghi nhận. Bởi đức tin mà trong thời kỳ định tội, Noe đã vâng phục Chúa, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình và trở nên kẻ kế tự của sự công bình. Và bởi đức tin, Job dù trong nghịch cảnh khốn cùng vẫn giữ sự kiên định và ca ngợi không ngừng để rồi trở thành người được xưng công bình trước mặt Chúa. Và bởi đức tin, Môi-se đã từ bỏ danh hiệu là con trai của công chúa Pharaoh để có thể vâng theo lời Chúa và dẫn dắt dân sự Do Thái ra khỏi xứ nô lệ. Và bởi đức tin mà dân Do Thái theo lệnh của Chúa từ bỏ mọi thứ tại xứ nô lệ để bước đi cùng với Môi-se. Và bởi đức tin mà các đấng thợ xưa đã được lời chứng tốt. Và giờ này đây cũng bởi đức tin mà hội thánh Sion của chúng ta được thành lập. Cũng bởi đức tin mà những con người đang hiện diện ở tại nơi đây đồng công với nhau, cùng ngồi với nhau. Vậy bởi đức tin mà hội thánh Sion của chúng ta được xưng công bình. Và vậy giờ ngày đây quý vị có tin rằng bởi đức tin mà quý vị sẽ được lời chứng tốt và bởi đức tin mà quý vị sẽ được xưng công bình? Chúng ta hãy cùng nhau quay qua bên trái, quay qua bên phải và nói với nhau rằng bởi đức tin mà các bạn sẽ được lời chứng tốt, bởi đức tin mà các bạn sẽ được xưng công bình.
Vậy đức tin được thể hiện ở đâu? Đức tin có phải là sẽ thể hiện trên giấy tờ hay không? Hay rằng đức tin sẽ thể hiện trên môi miệng của chúng ta? Và đương nhiên đó là không. Bởi đức tin thể hiện qua những việc mà chắc chắn và thực tế trên đời sống của chúng ta mỗi ngày. Vậy một người có sự hiện hữu của đức tin sẽ gồm những yếu tố nào? Đầu tiên, chính là bởi đức tin mà họ sẽ ca ngợi và nhảy múa trong nghịch cảnh. Và thứ hai, bởi đức tin mà họ sẽ quyết tâm hành động sống với đức tin. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đức tin cảm tạ ca ngợi trong nghịch cảnh qua hình ảnh giữa dân Israel thời kỳ đồng vắng của Moses và Job. Chúng ta hãy cùng nhìn xem hai hoàn cảnh, hai đối tượng có những hoàn cảnh giống nhau. Một là dân Israel thời kỳ đồng vắng của Moses, hai là Job. Cả hai đều ở hoàn cảnh khó khăn, đều có những thách thức của mình. Đối với dân Israel, họ phải đối diện với một sa mạc, đối diện với một đồng vắng mà họ chưa từng biết đến. Họ chưa từng bước chân ra khỏi xứ Ai Cập, chưa từng bước chân ra khỏi xứ nô lệ. Và để rồi họ được Chúa cứu, họ được Chúa chuộc. Chúa mang họ bước qua khỏi biển đỏ. Nhưng cái cảm giác của họ nhận lại là gì? Họ cảm giác rằng Chúa bỏ họ vào đồng vắng, Chúa để cho họ phải đối diện với lại cái sự đói khát, đối diện với kẻ thù và thêm nhiều thách thức khác. Và Job cũng như vậy. Ông đang sống bình yên, hạnh phúc với những điều kiện mà ông đang có. Ông đang sống bình yên, hạnh phúc với những phước hạnh của ông, với con cái của ông, với gia đình của mình. Nhưng rồi Chúa cho phép ma quỷ thử thách ông, và những thử thách lần lượt ông nhận được đó là gì? Đầu tiên, ông mất hết đi tất cả tài sản. Và thứ hai, ông mất hết tất cả con cái. Ông bị áp bức về tinh thần bởi vợ và những người bạn thân của mình. Và rồi cuối cùng, ông phải chịu đau đớn về thể xác, bị phun hôi ghẻ lở khắp mình. Điểm chung của hai hình ảnh này chúng ta có thể thấy được đó là gì? Cả hai đều phải đối diện với thách thức, với thử thách và những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống của mình. Điểm chung là như vậy. Nhưng hai đối tượng này đã lại có hai lựa chọn khác biệt nhau. Đầu tiên, dân Israel lựa chọn đối diện là sẽ lầm bầm và trách Chúa. Thay vì họ lựa chọn rằng họ sẽ tiếp tục bước lên mà tiến tới đất hứa. Họ lựa chọn quá khứ, họ mong muốn mình quay trở về với lại cuộc đời nô lệ. Họ chọn quay về với đòn roi và sự cầm tù ở tại Ai Cập. Mà hình ảnh Ai Cập ở đây chúng ta có thể thấy được là gì? Đó chính là thời gian. Và cũng như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng nhiều cơ đốc nhân trong cuộc sống của chúng ta được Chúa cứu, được Chúa biến đổi. Nhưng chúng ta có xu hướng rằng chúng ta sẽ lựa chọn quay lại với lối sống cũ của mình. Còn Job thì khác. Job bị ma quỷ kiện cáo là kẻ có một đức tin yếu đuối để rồi gặp thử thách. Ở trong khoảng thời gian thử thách đó, mặc dù rằng ông gặp rất là nhiều đau đớn và mệt mỏi, nhưng ông không lựa chọn mình giống như dân Israel. Ông lựa chọn rằng mình kiên định với đức tin. Mình kiên định với đức tin rằng Chúa không bao giờ bỏ mình và Chúa luôn ở cùng với mình. Và chính bởi lựa chọn đó, ông đã làm cho Chúa không thể thất vọng được. Dù mất tất cả, dù đau đớn, dù mệt mỏi về tinh thần và thể xác, ông vẫn giữ một đức tin kiên định mà ca ngợi trong nghịch cảnh. Và vậy, yếu tố đầu tiên mà thể hiện một con người có đức tin thật sống động đầu tiên đó chính là chúng ta phải có một đức tin cảm tạ và ca ngợi Chúa trong mọi nghịch cảnh. Và cụ thể hơn, và đó giống như là Job rồi. Nhưng đức tin thật chỉ có ca ngợi trong nghịch cảnh thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần đến yếu tố thứ hai đó chính là gì? Đó chính là một đức tin sống động, một đức tin có hành động. Và hành động ở đây chính là gì? Bạn có sẵn sàng sống với đức tin của mình hay không? Hay cao hơn nữa, bạn có sẵn sàng chết với đức tin của mình hay không? Bạn có dám đối diện, kiên trì và kiên định trong đức tin của mình hay không? Và hình ảnh minh chứng cho một đức tin hành động đó chính là Giô-sê. Giô-sê và Ca-lép là một trong 12 thám tử do thám do Mô-sê được cử đi đến xứ Ca-na-an. Và sau cuộc do thám đó, chỉ duy nhất ông và Ca-lép là hai người tin cậy Đức Chúa Trời, tin vào lời hứa Chúa sẽ ban lấy xứ Canaan là đất hứa cho dân sự. Giô-sê lấy đức tin mà khuyên dân sự rằng hãy yên lòng và chớ sợ hãi, vì đây xứ Canaan là xứ sẽ dành cho họ. Nhưng hết thảy dân sự họ đều chống đối lại
Giô-sê. Nhưng bởi đức tin kiên định, ông đứng lên và bước đi chiếm lấy xứ hứa. Và cái đức tin kiên định hành động của Giô-sê đó là gì? Ông nhìn thấy những khó khăn, ông nhìn thấy được những thách thức, những nguy hiểm trước mắt, những hành trì kiên cố. Và ông nhìn thấy được những điều đó giống như với các thám tử. Nhưng có một điều mà các thám tử không thể thấy giống như Giô-sê và Ca-lép, đó chính là gì? Đó là đất này là Chúa đã dành sẵn cho Israel. Ông biết chắc rằng Chúa đã giao, Chúa đã ban nó cho mình. Và đôi khi chúng ta thấy những khó khăn, thách thức. Nhưng bởi cái nhìn của đức tin, chúng ta biết chắc vững vàng những điều đương trong mong là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Tức là mình tin là mình đã nhận được những điều Chúa hứa cho mình, mặc dù những điều đó vẫn chưa xảy ra. Và đối với Giô-sê cũng vậy. Ông và các thám tử đều thấy kẻ thù khổng lồ dình dàng, thấy được những thành trì kiên cố, thấy là bước vào là sẽ chết. Nhưng Giô-sê và Ca-lép thấy điều gì mà các thám tử không còn lại không thể thấy được? Đó là vùng đất này thật sự là một vùng đất Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã chuẩn bị cho họ và cho dân Israel. Ông biết chắc được những điều ông đang trông mong. Ông có nghĩa là ông tin vùng đất Canaan này đã thuộc về dân Israel rồi. Và dù hiện thời là chưa, nhưng ông tin chắc rằng đây là đất sẽ thuộc về dân Israel. Vậy thì người kiên định với hành động, với đức tin, không có nghĩa đó là một người mù quáng, không có nghĩa là một người phải đâm đầu liều mạng. Bởi người mù quáng có nghĩa là một người không biết chắc mà cứ lao vô, một người liều mạng là biết nguy hiểm nhưng mà vẫn cứ làm. Còn người kiên định với đức tin là một người can đảm, là người biết chắc kết quả, biết nắm lấy cơ hội dành cho mình trong cuộc sống này. Và họ nắm chắc lấy cơ hội đó để họ bắt đầu và họ hành động. Và Giô-sê cũng là người như vậy. Ông biết cuộc chiến còn phía trước, ông biết kẻ thù còn phía trước, ông biết nguy hiểm còn phía trước, nhưng ông biết kết cục của cuộc chiến này là gì. Vì thế, ông đã bước vào cuộc chiến, ông can đảm bước vào cuộc chiến đó. Vậy qua hình ảnh Giô-sê, chúng ta thấy được, chúng ta có thể liên kết với cuộc sống của mình. Và nhiều khi trong cuộc sống có rất nhiều điều thử thách với chúng ta, với cuộc đời của mình. Người khác họ nhìn vào, họ nói rằng đây rất là khó khăn, đây không thể làm được. Họ nghĩ rằng mình sẽ thất bại, nhưng bởi đức tin là sự biết chắc vững vàng về những điều mình đương trông mong và mình chẳng xem thấy. Chúng ta trông mong điều gì? Chúa bày tỏ với chúng ta điều gì? Chúng ta có tin rằng những điều Chúa bày tỏ chúng ta, chúng ta có đức tin nên chúng ta tin chắc vào kết quả chúng ta sẽ đạt được, và cho dù rằng chúng ta vẫn chưa có được. Nhưng bởi đức tin mà chúng ta chờ đợi, bởi đức tin mà chúng ta hành động, chúng ta đạt được nó, đạt được những lời hứa mà Chúa đã dành cho chúng ta. Và đó chính là con mắt của đức tin, là cái nhìn của đức tin. Nên để có thể kiên trì với đức tin, hành động của chúng ta cần phải có là chính là con mắt của đức tin và cái nhìn của đức tin. Nhưng những người thám tử, họ không có con mắt của đức tin, họ không có cái nhìn của đức tin, cho nên họ đã quyết định họ bỏ cuộc. Còn Giô-sê và Ca-lép, bởi có cái nhìn của đức tin, bởi có con mắt của đức tin, nên hai ông quyết tâm theo đuổi nó, quyết tâm hành động để rồi nhận lại được kết quả là lời hứa mà Chúa dành cho họ. Và từ hình ảnh của Giô-sê, chúng ta có thể thấy được điều gì? Ông dám đương đầu với lại cả dân tộc lúc bấy giờ để tin vào lời hứa mà Chúa ban cho họ là đất hứa Canaan. Ông dám sẵn sàng sống với điều đó. Ông dám bước vào đất hứa và đương đầu, can đảm đương đầu với kẻ thù. Và qua đó chúng ta thấy được rằng có một hình ảnh, đó chính là những người, có những người họ tin nhưng họ không bao giờ dám nói. Và có những người họ nói nhưng mà họ không bao giờ dám làm. Và có những người họ đang làm thì họ lại bỏ cuộc giữa chừng. Và bởi đức tin mà Giô-sê đã chiếm được đất hứa, ông theo đuổi với đức tin, ông theo đuổi với nó tới tận cùng để rồi ông đạt được hiện thực. Và qua đó chúng ta thấy được rằng đức tin biến lời hứa của Chúa thành hiện thực. Hay còn nói theo một cách khác, đó là đức tin biến vận mạng của Chúa dành cho chúng ta thành hiện thực. Vậy bạn có đeo đuổi với đức tin của mình hay không? Hay rằng bao tháng qua các bạn chỉ sống theo một thói quen? Các bạn còn tin rằng Chúa là đấng biến đổi, thay đổi cuộc đời của mình hay không?
Vậy thì làm sao để đức tin của chúng ta lại thêm sống động? Mà đức tin nó là gì? Đức tin nó là một kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời của chúng ta để biết rằng chúng ta sẽ đi đâu và chúng ta sẽ đi đúng hay đi sai, và bởi đức tin mình sẽ đi đến đó. Còn nếu như không có đức tin thì chính mình sẽ trở nên lạc lõng, chính mình sẽ không biết là sẽ đi như thế nào. Và vì sao những con người đó họ lại đeo đuổi Đức Chúa Trời? Bởi vì họ tin có Đức Chúa Trời. Tại sao Giô-sê và Ca-lép lại có thể bước vào đất hứa? Bởi ông tin đất hứa đã thuộc về mình, ông tin ông sống và ông đạt được nó. Nhưng những người còn lại họ không tin. Họ không tin rằng đất hứa dành cho họ và họ đã bị chuốc phạt. Họ rơi vào sự lưu đày trong 40 năm và họ phải bỏ mạng ở tại nơi rồng vắng. Và trong Tân Ước, Chúa có dạy rằng người muốn đến gần với Đức Chúa Trời là người phải tin có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng sống trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta tin rằng chúng ta đang trong hành trình trở về với nhà của Ngài hay không? Nếu bạn không tin thì thật sự các bạn không nhất thiết phải đi đến hội thánh. Các bạn cũng không cần phải khép mình khép nép, tránh xa những điều xấu của thế gian này. Chúng ta muốn chơi bao nhiêu thì cứ chơi đi. Chúng ta không nhất thiết phải chuẩn bị cho đời sau. Cứ sống ở lều tạm là thế gian này. Những người tin có đời sau, tin rằng có Đức Chúa Trời, tin rằng có thiên đàng thì họ mới hy sinh tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cõi đời sau. Và vậy bạn có sống, bạn đang sống như thế nào với đức tin của bạn ngày hôm nay? Bạn có cầu nguyện cho sự kêu gọi của bạn hay không? Bạn có đeo đuổi với đức tin của bạn hiện giờ hay không? Hay rằng đức tin của bạn đang ngược lại với hành động của bạn? Hay đức tin của bạn đang ngược lại với hiện tại lối sống của bạn ngay bây giờ? Và sau suốt khoảng mấy mươi phút vừa qua, tôi đã đưa ra được những vấn đề về một đức tin là phải như thế nào, có sự cảm tạ, có sự ca ngợi trong nghịch cảnh và một đức tin hành động. Nhưng làm sao để chúng ta có thể thực hiện được? Bởi nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì không phải là dễ. Để có thể có được một đức tin thật sự và sống động thì chúng ta cần phải có sự gây dựng lại mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cần phải nhìn lại cả quá khứ của chúng ta, liên kết và sâu chuỗi cả cuộc sống của chúng ta tới hiện tại bây giờ. Bởi những thử thách chúng ta đã đạt được những gì, và bởi đức tin mà chúng ta đang như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Xin mời Ban Thờ Phượng hỗ trợ. Và chúng ta phải làm gì ngay giờ này đây? Có thể giờ này đây chính là thời khắc mà mọi chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng lại, cùng nhau đứng lên. Và chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và nhắm mắt lại ngay trong giờ này đây. Và trong bởi thời khắc này đây, hãy để lại cho đức tin của chúng ta trở nên sống động lại. Bởi huyết của Chúa đổ ra không phải để chúng ta sống một đời sống bình thường, mà huyết của Chúa đổ ra để chúng ta sống với những vận mạng mà Chúa ban cho chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta nắm lấy vận mạng đó, biến vận mạng đó thành hiện thực ngay trong chính đời sống của chúng ta. Đó có thể là những điều mà Chúa đã từng bày tỏ với các bạn, là những điều mà các bạn từng ao ước. Nhưng bởi một vì lý do nào đó mà các bạn đã quên đi, lý do nào đó mà các bạn cất nó đi. Và giờ này đây chính là thời khắc để các bạn có thể làm sống động lại đức tin của mình.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta đức tin. Và đức tin là neo giữ chúng ta giữa dòng ba bão táp. Nếu không có đức tin, không có neo để giữ chúng ta, và cái neo đó được cắm chặt trong Đấng Christ là nền của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị ma quỷ, bị sóng gió cuộc đời vùi dập và làm cho gãy đổ. Cho nên chúng ta cùng ngợi khen Chúa bài neo tôi chắc, rất chắc. Chúng ta hát chậm, chúng ta suy gẫm về chính cuộc đời của chúng ta qua lời bài hát này. Làm lại. Vì dòng tố số hồn mặn thay, xa tan tơ ngu căng ngốc ngay. Như chẳng thua chỉ tôi nào rồi, dẫu sông ra hay gào mê vô. Nếu tôi chẳng thoáng an nên bay, nguyện cứ nèo vương tâm hồn đây. Nếu tôi chẳng rơi chẳng chẳng lắm, bầu dòng tố có thể đánh đông. Thời thần bên nhỏ bé mong manh, không chờ cha đón trao trong chân. Nếu tôi chẳng 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 là chẳng chẳng an lành, bầu tài ân đang dội dằn tôi như cơn sóng dưới đây biển rồi. Mây buồn lớn kéo lên mù tôi, sương gió cuốn lưa chào thăm lối. Tôi không dẫu xưa cằn khó, ta là nghèo chắc không cần lo. Nếu tôi chẳng ra cha chẳng lắm, bao dòng tố có thể đánh đau. Vì thần bên nhà bé mong manh, không cho cha lắc trao trong chân. Nếu tôi chẳng cha đến với Chúa giờ phút này, chúng ta cầu xin Chúa để rồi đức tin của chúng ta đặt để nơi Ngài. Nếu trong những ngày qua chúng ta bị đức tin chúng ta bị lui đi, hoặc trong những ngày qua nếu chúng ta không còn quá chú tâm về những vấn đề về thuộc linh nữa, hoặc trong những ngày qua chúng ta thấy những cái giá trị ngoài đời khác chổi hơn những điều về lời Chúa đã dạy chúng ta, thì đây là cơ hội để chúng ta đối diện lại một lần nữa với chính đức tin của chúng ta đang đặt nơi đâu. Vì đức tin là sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chúng ta, là động lực để dẫn chúng ta đến với mục đích, đến với vận mệnh mà Chúa đặt để cho cuộc đời của chúng ta. Không bởi sự khôn ngoan để chúng ta nhìn thấy được vận mệnh của chúng ta, nhưng bởi đức tin. Không bởi sức lực để chúng ta có thể chiến đấu cho vận mệnh của chúng ta, nhưng bởi đức tin. Và không bởi chính chúng ta, nhưng chính đức tin của chúng ta ở trong Ngài dẫn dắt chúng ta về với nhà của Ngài. Thank you.
Chúa, chúng con cầu xin chính Chúa ở cùng chúng con ngay giờ phút này. Chúa, xin Ngài phán với từng người trong chúng con, nếu ai đang mệt mỏi, ai đang nghi ngờ chính tình yêu của Ngài, nếu ai trong chúng con những ngày tháng qua đã thờ ơ với chính Ngài, nếu ai trong chúng con đang có những sự bận tâm khác, sự thu hút khác từ xã hội, một lần nữa cầu xin Chúa để rồi chúng con nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúa ơi, để xin Chúa Ngài ở cùng mọi chúng con, xin Thánh Linh của Ngài nhắc nhở, Ngài cáo trách trong lòng của mọi chúng con, để rồi một lần nữa chúng con đối diện với đức tin của chúng con đang đặt để nơi đâu. Và Chúa ơi, chúng con muốn sống biết nói với Ngài rằng đức tin của chúng con đặt nơi Ngài. Chúa ơi, không bởi bất cứ một điều gì khác, nhưng đức tin của chúng con đặt ở nơi Ngài, ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Đức tin của chúng con không đặt để vào sự khôn ngoan của chúng con, không đặt để vào những gì chúng con đang có, không đặt để vào những gì mà chúng con được Chúa ban cho, chúng con đặt để vào chính nơi Ngài là nguồn của một sự chu cấp trong cuộc đời của mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng trên mọi chúng con một lần nữa, để rồi Ngài khiến cho chúng con là những người lính tin cậy, là những người lính hết mình chiến đấu vì chúng con tin cậy vào Chúa của chúng con, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài thăm viếng trên từng cuộc đời của mọi chúng con. Đừng để chúng con giống dân Israel ngày xưa, chúng con thấy nan đề, thấy khó khăn, liền quên hết mọi điều Ngài đã làm trên dân sự Israel. Nhưng mà chúng con sẽ giống như Giớp, để rồi dù thách thức, dù sóng gió, có những lúc chúng con đau đớn, có những lúc chúng con bị mất mát, nhưng chúng con nói với Chúa với lòng biết ơn và tin cậy Ngài rằng Đức Giê-hô-va ban cho, Ngài có quyền lấy đi. Con cảm tạ Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ở cùng mọi chúng con, để chúng con có đôi mắt đức tin nhìn thấy những vận mệnh Chúa cho chúng con, và chúng con nhìn thấy những điều Chúa đã cho chúng con dù bây giờ chúng con chưa có được. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa ở cùng điều đó, để rồi chúng con cứ nhìn nơi Ngài, chăm xem Ngài, nhìn nơi Ngài và cứ bước đi, thì càng đi tới sức lực lần lần thêm. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài chúc phước trên từng cuộc đời của chúng con, dù là người lớn hay những em nhỏ, thì không một điều gì trở ngại để chúng con đeo đuổi và sống với đức tin của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài thăm viếng trên từng người của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.